doanh số sụt giảm, Toyota Camry được đại lý giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng. Nhờ đó, giá bán của Toyota Camry bản 20G tiêu chuẩn giảm xuống chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng. Trong tháng 4 năm 2023 vừa qua, sức mua ô tô tại thị trường Việt Nam đã giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường ảm đạm khiến các hãng và đại lý không thể ngừng tung ra những chương trình khuyến mại. Ngay cả vua của phân khúc sedan hạng D là Toyota Camry cũng được ưu đãi. Hiện một đại lý ở khu vực Hà Nội đang giảm giá lên đến hơn 100 triệu đồng cho Toyota Camry bản 20G. Nhờ đó, giá bán của chiếc xe này giảm xuống chỉ còn khoảng 1 tỷ đồng. Trong khi đó, một đại lý khác ở khu vực miền Bắc lại áp dụng chương trình giảm giá đến 45 triệu đồng cho dòng xe Toyota Camry. Ở khu vực miền Nam, một đại lý lại khuyến mãi tiền mặt và tặng kèm phụ kiện với tổng giá trị 50 triệu đồng cho khách hàng mua mẫu sedan hạng D này. Do nhu cầu của thị trường giảm nên doanh số của Toyota Camry cũng lao dốc theo. Trong tháng 4 năm 2023 vừa qua, hãng Toyota chỉ bán được 215 chiếc Camry cho khách hàng Việt Nam, giảm 31,7% so với tháng liền trước. Trong 4 tháng đầu năm nay, đã có 1.009 chiếc Toyota Camry được tiêu thụ tại Việt Nam. Tại Việt Nam, Toyota Camry hiện có 4 phiên bản, bao gồm 20G, 20Q, 25Q và 25HV, với giá bán dao động từ 1 tỷ 105 triệu đến 1 tỷ 495 triệu đồng. Tuy có giá cao hơn một số đối thủ như Mazda 6 và Kia K5, nhưng Toyota Camry hiện vẫn là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất tại Việt Nam. Toyota Camry tại Việt Nam được đánh giá cao nhờ thiết kế ngoại thất lịch sự, nội thất rộng rãi, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và trang bị tương đối đầy đủ. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn nổi tiếng là ít hỏng vặt và giữ giá khi bán lại.